Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức, học thuật về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được tư vấn bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị gia chủ tuổi Mậu Tý thân mến, chắc hẳn quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm 2023 Quý Mão sẽ như thế nào. Xin được chúc mừng quý vị bước sang năm 2023 đối với gia chủ tuổi Mậu Tý 1948 là những người cực kỳ may mắn và thành công. Không những tiền đầy túi mà về phần gia đạo cũng bình an, may mắn của quý vị đã khiến cho không ít con sắp khác phải ghen tị và kính nể. Tuổi Mậu Tý tuy không có một sự nghiệp vĩ đại, khả dĩ sống trong sự giàu sang, phú quý, nhưng vẫn có một cuộc sống khá xứng đáng, mọi nghi thức đưa đến một sự nghiệp, đó là trong những may mắn bất thường, chứ không phải là tạo bằng nhiều mồ hôi và nước mắt. Những may mắn đó thường vào những tháng giữa và cuối năm, là bước đầu hoàn thành sự nghiệp trong đời bạn, tiền tài cũng lên cao vào những tháng giữa và cuối năm, và tiến triển cho đến khi hoàn thành sự nghiệp. Nghĩa là bạn phải kéo dài 10 năm tiền tài và xây dựng tiền bạc mới hoàn thành sự nghiệp và sống trong an nhàn của tuổi bạn. Không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta cùng bắt đầu và phân tích về vận trình của tuổi Mậu Tý trong năm 2023. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 Nam Mạng trong năm 2023. Thưa các bạn, gia chủ sinh năm 1948 Mậu Tý thường gọi là tuổi chuột, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Nam Mạng Mậu Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, giao thiệp rộng, có tham vọng nên sẽ gặt hái được những thành quả nhất định khi thời son trẻ. Tuy vậy, họ lại hay ỷ vào bản tính lanh lẹ của mình nên rất ngạo mạn, coi mình là nhất, đôi khi tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác. Bên cạnh đó, tính cách cố chấp cũng gây ra những lận đận, sóng gió trong cuộc đời của người Mậu Tý sinh năm 1948. Điểm cộng là họ rất thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ, của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm xa mặt, khi đã yêu ai thì là người được họ đánh giá rất cao. Người tuổi này có nguồn tài chính vững vàng trong năm 2023, đó không chỉ nhờ khoản tích lũy khi còn trẻ hay khoản hưu trí mà còn nhờ tính tiết kiệm của bản mệnh nên tiền bạc không phải lo. Bạn không chỉ tự lo cho bản thân và bạn đời mà còn có thể đỡ đần con cháu khi cần, đời sống tuổi già vẫn khá thoải mái. Tuy nhiên, nếu có ý định mua bán đồ có giá trị, bạn nên trao đổi với gia đình để tránh bị lừa lọc, mất tiền oan. Mọi việc trong nhà đều được con cháu đứng ra đảm nhiệm nên bạn không phải lao tâm khổ tứ. Người tuổi này giờ vậy có thể an tâm cùng bạn đời, tận hưởng thời gian quây quần bên con cháu. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Mậu Tý sinh năm 1948 Nam Mạng gặp phải: sao chiếu mệnh, sao thái bạch, vận hạn, hạn toán tận. Hạn tam tai, năm 2023 Quý Mão, gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 Nam Mạng phạm tam tai. Hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu, không phạm kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Mão, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh. Trong năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn trọng, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Xét về mối quan hệ thiên can, Mậu Dương Thổ và Quý Âm Thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong năm nay, cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Việc không phải của mình tốt nhất đừng can thiệp vào. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ cần cẩn trọng, chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng năm âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mậu Tý Nam Mạng. Vào những ngày này, gia chủ không nên tiến hành những công việc trọng đại. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Mậu Tý sinh năm 1948 Nam Mạng.
Trong năm 2023, gia chủ Nam Mạng Mậu Tý sinh năm 1948, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm nay sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao Thái Bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao Thái Bạch hàng tháng. Sao Thái Bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Hóa giải vận hạn sao Thái Bạch. Thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch là vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý, để việc làm lễ cúng giải được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo đồ vật cát tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch anh đen. Để giải hạn được sao Thái Bạch, mọi thứ cần chuẩn bị phải có màu trắng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu trắng gói lại hoặc lót giấy màu trắng xuống phía dưới, sau đó đặt lễ lên trên. Bài vị, dùng sớ viết trên giấy màu trắng. Tây phương canh tân kim đức Thái Bạch, tinh quân vị tiền. Lại về hướng Tây vào lúc 18 giờ đến 20 giờ. Qua 20 giờ đêm, bài vị vào bếp đốt là được. Hoặc là có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm này, mệnh chủ nên tránh hoặc là hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc phong thủy của người này là màu đen, màu xanh nước biển, thuộc hành thủy. Dùng người nên cẩn trọng, chớ tin người thái quá. Những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy nằm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu may. Gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 Nam Mạng năm nay gặp hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, ngộ chúng. Có một câu thơ diễn nghĩa về hạn này như sau. Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, bạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng, ứng phó. Đây là một hạn lớn, gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản. Sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia chủ cần hết sức chú ý. Để hóa giải niên hạn này, gia chủ cần chú ý. Vốn toán tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Không những thế còn tránh được tình trạng xây sát, nguy hiểm tính mạng khi bị kẻ xấu giật đồ. Mọi việc trong cuộc sống như tình cảm gia đình, vợ chồng, các mối quan hệ nên cẩn thận và chú ý hơn. Bởi năm gặp đại hạn toán tận, không nhẹ thì nặng, chắc chắn tai nạn bất ngờ sẽ kéo đến. Sau đó, gia chủ nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Luận tử vi Mậu Tý sinh năm 1948 Nam Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, gia chủ vui vầy đón xuân cùng gia đình. Đây là tháng có nhiều tin vui đưa tới tài lộc cho gia đình gia chủ. Tháng 2, trong tháng này có tin vui về công việc và thành viên trong gia đình. Tháng 3, đây là tháng người trong nhà đi xa trở về, tuy nhiên gia đạo có sự mâu thuẫn, bất hòa. Tháng 4, hao tán tiền bạc cho việc khám chữa bệnh. Tháng 5, cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh hạn thị phi, giấc ngủ của gia chủ trong tháng này cũng không được tốt, thường xuyên mộng mị, ảnh hưởng đến sức khỏe. Tháng 6, có vài xích mích mâu thuẫn với gia chủ, đồng trang lứa. Tháng 7, đi lại cần cẩn trọng, tránh tai nạn bất ngờ. Tháng 8, trong gia đạo của quý bạn tháng này có người già ốm đau, bệnh tật. Tháng 9, quý bạn ra ngoài trong tháng này cần cẩn thận, gặp phải cửa quan hoặc di chuyển vùng sông nước nên hết sức chú ý. Tháng 10, mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng xung quanh hóa giải được những mâu thuẫn từ trước. Tháng 11, sức khỏe không được tốt, đặc biệt cần chú ý các vấn đề răng miệng. Tháng 12, chú ý di chuyển xe cộ hoặc có tỉ vết về tay chân trong tháng cuối năm, cùng với đó tháng này tiền bạc cũng hao tổn nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, xem tử vi năm nay gia chủ không phải đối diện với xử lý nhiều việc khó giải quyết, đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc nữa. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà và để con cháu tự quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn nhiều. Về tài lộc, khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư dả. Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi, gìn giữ sức khỏe nhiều hơn, chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn tiền trên nhiều phương diện sức khỏe. Về sức khỏe,
Tử vi năm Quý Mão 2023 thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của gia chủ đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng vì gia đình và con cháu. Gia chủ cần chăm sóc cơ thể thật tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Phong thủy lộc tài khuyên gia chủ, nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy. Mệnh chủ năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 nam mạng. Về tình cảm gia đạo, người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 thường thể hiện tình cảm trực tiếp, họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mạng thường đào hoa hơn nữ mệnh, đường tình duyên của con giáp này khá bình ổn, không phải trải qua nhiều sóng gió thăng trầm. Người này trọng chữ tín, sống phóng khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác, là mỗi người ngay thẳng, chính trực, không hay lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Bước sang năm Quý Mão 2023, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho Mậu Tý. Những người tuổi Mậu Tý sinh năm 1948 cần giao tiếp nhiều hơn với con cháu và lắng nghe ý kiến từ họ. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, gia chủ có thể to tiếng với con của mình về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Mậu Tý sinh năm 1948 nam mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của Mậu Tý trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Mậu Tý. Qua đó quý vị đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc mừng quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.